Xin chào các bác. Hiện tại thì anh em mình đang trên cái đường mòn Hồ Chí Minh. Đây là cái đoạn đường mà nó đi qua rừng, nó thông qua rừng. Đường này ít người đi các bạn, nó là một cái đường mòn hồi xưa thôi. Nay đã được nhà nước cải tạo lại. Thì cái khu vực này là cũng là một cái khu vực mà nó gần như kiểu là rừng phòng hộ. Ong đất này các bạn. Đấy, ong đất bay đấy. Bay đi làm đấy, bay đi làm mà bay đi theo đường. Bay toàn dưới ngọn sắn ngọn chít thôi các bác. Thì đây anh em mình lại phát hiện ra rồi, bây đang để cho anh Hòa phát một cái đường vào. Nó ở góc chỗ này đấy, anh Hòa phát một cái đường lớn vào trước. Thì nữa là khi đánh ra thì anh em mình chỉ ra là chìa khóa ra cũng để xe máy để cắm. À ngay lối mòn anh. Ngoài ra thì máy móc mình cũng để đây. Thế anh Quỳnh với lại anh Tuấn lại đang đánh cái ổ dưới kia. Thì mình theo cái la bàn ấy thì ong nó bay thẳng về cái hướng này mà nó đi khoảng 2-3 đỉnh nữa các bác. Về đây cho nên là mình nghĩ là cái tổ này rất là lớn đấy, bởi vì nó bay này, bay các bác thấy nó chéo hết ra cả tứ phía bốn đường này. Đấy, nó bay tứ phía nhưng mà nó bay cái kiểu nó rộng lắm các bác. Đây, bây giờ anh em mình đang vào xem đây. Ngay cái đầu suối thôi các bạn. Anh em mình lại thấy rồi. Đấy. Đấy, cái cuốc mình mua trong này các bác, cuốc mỏng này, cuốc thích cực kỳ luôn. Đang sâu, chắc cả là sâu, anh Tuấn lấy từ kia sâu. Đây một cây này, cây anh Hòa là làm cuốc nha các bác nhé. Còn cây của anh Quỳnh là làm cái thủng. Anh ấy bé quá. Đúng, đầu này đấy. Hả? Đấy đầu to. Ôi thấy khủng mà rộng nhiều lắm, thủng của anh to ấy. Để cần kê mình hết từng tan nhỏ ngòi, xét xét. Ngay dưới khe các bác. Dừng xe là thấy rồi. Rất là may mắn nha mọi người, may mắn của anh em mình hôm nay đấy. Hai tổ rồi, bây giờ là cứ đi từ từ thôi các bác. Theo đường như thế này là có, là cứ đi từ từ là bắt thôi. Không cần phải vội vàng. Đúng cái này luôn, siêu nhân cái này luôn đấy. Đang phát đường rồi các bác. Anh chăm sau cái này. Đây đi, để đây đi. Em chắc để xuống đây cho nó an toàn. Bởi vì cái đồ ống nhòm bây giờ đi mà không lỡ mà cất không cẩn thận là rất là nguy hiểm các bạn. Qua một cái suối nha. Chỗ này thật sự là cái bãi măng này gần. Ui anh ơi, chục cân rồi các bạn ơi. Chục cân là chắc chắn luôn ấy. Đây này. Còn chưa thấy cái tổ nào phát rộng ra hết anh ơi. Chưa thấy tổ nào đông như này. Đông đất như này nhờ. Từ từ đã, để anh lấy cái điện thoại này quay kia. Ôi cơ bạc, cái đông đất này. Cái đông đất này nó phải bằng cái chiếu luôn. Đúng cái chiếu như nào thì cái đông đất như vậy. Ôi cái đông đất bao quanh này. Phải chỉ tách ra các bác xem. Đông đất nó dã man như nào. Cái lượng đất này không hề đơn giản thế nào mọi người. Anh có thể phát quang hết ra cho mọi người cùng xem này. Quân này các bác này, quân này. Quân nó bao trùm cả cái khu vực luôn. Đấy, cái đất này như tấm chiếu anh ạ. Cái chiếu như nào thì như thế luôn. Riêng cái bãi đất này đúng bằng cái chiếu luôn. Bãi đất này chục cân rồi. Chắc chắn là chục cân rồi. Nước luôn, đống đất này. Bỏ khuôn luôn. Bỏ như tổ mình luôn anh ạ. Ôi giời ơi. Anh xem cái đằng sau của em nó có bị tụt vào không anh? Cái dưới cổ ấy. Ui quần toàn. Quần toàn quá đông luôn ạ. Đào thôi anh ơi. Ui, nó bông với anh Hòa này.
không thể tưởng tượng gần bằng cái tổ 13 cân kia anh ạ. Rồi. Ui. Thêm bao giờ không? Sao ơi. Rồi. Ngay đây anh. Như kiểu là ngay đây luôn. Ui sao? Ôi. Tận dưới này à? Ừ. Ui. Tung tóe luôn. Đúng quá mức các bạn. Úi ôi. Tập rồi anh ơi, vào tổ đấy. Vào tận trong ấy, tổ to lắm. Anh ơi, từ từ em qua thôi. Từ từ đó anh với ra đó. Đây. Đào cái cuốc mới thích lắm các bạn. Ui, cái tổ vành rộng nhờ. Qua thấy cái lượng quân này trải dài luôn. Ui, như cái mâm rồi. Ui chứ, rộng lắm anh ạ. Rộng lắm anh ơi. Quả cuốc đào rất thích luôn các bác. Ơi.
10 cân. Anh ơi, hơn chục cân không? Tầm 10 cân. Anh ơi, bê lên em chụp ảnh cái. Nghiêng xuống, nghiêng xuống. Đúng rồi. Đẹp chưa các bác ơi, này mỏi trắng. Con sợ còn hơn 10 cân đấy. 5 tầng. 4 tầng, 5 tầng. Dòng ong to luôn. Ôi con dao dưới chân anh ạ. Được, đã vào rồi chứ à. Thì học máy rồi chúng ra đây các bác, vào đây. Ui mẩy trắng nhờ. Mẩy trắng ong luôn. Ui con ông bay rất là thấp luôn. Lái theo tỉa một cái ông ôm ra luôn kìa. Hả? Tỉa cái ông ôm ra đường luôn. Ờ. Phải đi cái đường lắt léo một chút không thì cái chỗ này nó nguy hiểm lắm. Mày mày hết cỡ luôn con. Nói chung là đi cả 30-40 cây số mới có cái nơi mà có cái tổ ong như thế này. Thật sự là có nhiều may mắn các bạn. Bây giờ anh Hòa sẽ tỉa tỉa đi xong rồi anh em mình mang ra ngoài. Vô vô cái anh ạ. Hả? Vô vô cái cho ông nó ra xong rồi chạy luôn. À, lùi. Hả? Đây. Anh ra trước đi. Theo ra như thế này cơ mà. Anh ra trước đi để em cắt đuôi nó ở đây. Từ đó. Nó chui vào đây đây. Ôi nó chui vào chỗ này đấy. Đi đấy bị đốt ngay. Thế thì anh bỏ anh cứ thét vào đi, tí mình lý là được. Không tí nó còn ra nữa.
Đi ở đây đi. Đi lên, đi lên, đi lên. Ở đây cũng không được đâu, ở đây thì nó ra ngay. May là cái đường hôm qua đi lại các bạn. Có cháy không anh? Ôi nặng quá. Để xuống đi. Anh cứ nghiêng vào đây đi. Để nằm xuống, để nằm xuống. Để nằm xuống đây. Bây giờ thêm 18, 110 đấy. Kê nó, kê nó. Nhanh lên. Mỏi quá. Này các bác. Đưa tỏi của anh này. Thành quà, chiến yên xe. Thành quà đây các bác. Đấy. Đây là cái tổ này anh Tuấn đang đánh. Đó, đây là cái tổ mà anh em mình vừa mới đánh đây. Sợ không vừa xốp anh. Đẹp không? Đẹp anh nhỏ. Đẹp. Ông đẹp. Quá đẹp, mày đẹp quá đi đó. 2, 4, 5 tầng. Tầm 9 cân, 9 cân đến 10 cân. Vừa vừa. Vừa xốp. Vừa xốp. Chỗ này là mình ấy đi. Này con chúa nó đẻ không? Con chúa nó thiếu chỗ đẻ này. Ý, ở trên tổ là còn... Mà này. Còn phát triển nữa đây đây này. Còn phát triển mạnh. Tổ đấy đang phát triển mạnh đấy. Thôi thân chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau nha. Bye bye mọi người.